Bộ Công Thương hiện đã đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử toàn bộ dự thảo đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, quy hoạch điện 8 nhằm xin ý kiến góp ý rộng rãi từ phía các bộ ngành, cơ quan và người dân theo đúng quy định. Quy hoạch điện 8 đã đề xuất các giải pháp cơ chế thực hiện quy hoạch như đề xuất sửa đổi luật điện lực theo hướng linh hoạt hơn đối với yêu cầu đầu tư của các công trình điện, bảo đảm thu hút mọi nguồn lực xã hội trong phát triển ngành điện. Đề xuất cơ chế xây dựng kế hoạch phát triển điện lực trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đề xuất cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện, đề xuất cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải. Các đề xuất này sẽ từng bước được nghiên cứu, hoàn thiện để đảm bảo thực hiện xây dựng, quản lý và vận hành các công trình điện theo đúng quy hoạch đặc biệt trong bối cảnh đầu tư từ các nguồn vốn tư nhân, nguồn vốn nước ngoài chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu tư phát triển điện lực. Quy hoạch điện 8 sẽ là cơ sở tài liệu để các cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức và cá nhân liên quan nghiên cứu, phối hợp triển khai để phát triển ngành điện lực Việt Nam.